Du học New Zealand thì lên học ngành gì? Và đây là một trong những câu hỏi mà khá là nhiều bạn vừa qua đã gửi tin nhắn về cho Đào Quang Trung. Chắc chắn rồi, trong video ngày hôm nay, Đào Quang Trung sẽ làm một chuỗi các video liên quan tới New Zealand để review cho các bạn. Và nếu như các bạn còn có các câu hỏi thắc mắc, các bạn có thể comment xuống phần comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận và trao đổi, để các bạn có nắm được nhiều thông tin hơn về vấn đề du học về New Zealand nhé. Thì thông thường các bạn đều biết rằng là bên cạnh Úc thì New Zealand là một trong những cái nơi mà có cái nền giáo dục hàng đầu đã được nghiên cứu rồi và có uy tín quốc tế, nhiều trường được xếp hạng trong những cái trường tốt nhất trên thế giới rồi. Hệ thống giáo dục của New Zealand thì cũng dựa trên cái mô hình của Anh thôi. Hiện tại thì New Zealand cũng đang trong trực thuộc cái Vương quốc Anh. Các cái bằng cấp đại học thì cũng tương tự như vậy và được công nhận trên toàn thế giới rồi. Vì vậy mà rất là nhiều bạn mong muốn là tìm hiểu về New Zealand thì mình chia sẻ thêm các cái thông tin cho các bạn. Thế thì hàng năm sẽ có hàng ngàn các cái khóa học được cung cấp trên khắp New Zealand. Vì vậy mà tất cả các bạn sinh viên bắt đầu chuẩn bị đi học và muốn có những cái bằng cấp đầu tiên hoặc là sau đại học muốn có thêm các cái kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực mà các bạn đang học và nghiên cứu thì có rất là nhiều khóa phù hợp cho các bạn lựa chọn. Vậy thì du học New Zealand nên chọn cái ngành gì và cái ngành nào là tốt nhất, những cái ngành như thế nào thì dễ ở lại nhất, rồi dễ xin việc nhất, rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là chúng ta nên chọn cái ngành gì cho phù hợp khi mà đi du học tại New Zealand nhé. Đầu tiên là chúng ta phải lưu ý rằng cái ngành đầu tiên đó là ngành kỹ thuật xây dựng ở New Zealand thì rất là phát triển và các cái nhu cầu của New Zealand là một quốc gia đang phát triển rất là cao và nhu cầu về kỹ thuật thì càng ngày càng nhiều và các vấn đề xây dựng thì ngân sách nhà nước cũng cấp để phát triển cơ sở tầng ngày càng tăng. Đây là một trong những cái điểm mà các bạn cần lưu ý cái thông tin này cho cái ngành kỹ thuật xây dựng tại New Zealand. Bạn sẽ được đào tạo để đáp ứng các cái nhu cầu mạnh mẽ tại quốc gia này mà các bạn đi du học. Các khóa học thì bao gồm các cái vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất này, rồi hạ tầng thành thị đô thị, rồi các vùng nông thôn nữa, rồi các cái phòng chống thiên tai, tiết kiệm năng lượng, rồi quản lý nước, rồi chất thải, rồi ngành sản xuất điện, vân vân. Bằng kỹ sư xây dựng của New Zealand được chú trọng trên toàn thế giới các bạn. Vì vậy mà cái mức lương khởi điểm trung bình cho các vị trí kỹ sư tại New Zealand cũng rất là cao, khoảng 50.000 đô New cho một năm, lương khoảng tầm 700 cho đến 900 triệu đồng. Các bạn có thể có cái mức lương thu nhập như vậy hàng năm thì quá là tuyệt vời đúng không các bạn? Cái ngành số 2 đó là ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin thì cũng giống như là Úc. Cái ngành công nghệ thông tin là một cái ngành mà rất là phát triển tại quốc gia này. Thì các trường đại học cung cấp các khóa học mà về khoa học máy tính này, rồi công nghệ thông tin với tiêu chuẩn quốc tế rất là cao. Đây là một trong những ngành mà thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất tại New Zealand. Các học thì sẽ đi sâu vào cái lĩnh vực như máy tính này, an ninh mạng, rồi thư viện kỹ thuật số, tương tác giữa người với máy tính AI, rồi kỹ thuật phần mềm, các lập trình viên, các cái nhà phát triển phần mềm thì rất là được trọng dụng tại quốc gia này với mức lương rất là cao và chính phủ rất là ưu tiên cho cái ngành nghề này. Chính vì vậy mức lương có thể đạt được là 57.000 đô New trong một năm và như vậy thì các bạn có thể kiếm được khoảng tầm 800 cho đến 1 tỷ đồng trong một năm với công việc này. Ngành thứ ba, MBA, điều hấp dẫn đối với các sinh viên mà các bạn mà mong muốn theo đuổi các cái ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại New Zealand thì sinh viên có thể tiếp tục các cái công việc hiện tại của họ song song với các cái chương trình đào tạo và vừa học vừa làm. Tại New Zealand thì có các cái trường đại học MBA rất là danh giá bậc nhất trên thế giới với các khóa học hàng đầu mà đã được công nhận trên toàn cầu rồi các bạn. New Zealand một điểm rất là ưa thích dành cho các bạn sinh viên mà học MBA với cái lý do liên quan nổi bật là cái việc mà các bạn vừa học vừa làm là một trong những cái điểm rất là nổi bật, đúng không? Và học phí thì không quá là mắc, trung bình đâu đó các bạn khoảng tầm 50-60 ngàn. Các bạn nên cân nhắc cái việc học tập ở các trường đại học hàng đầu của New Zealand trong ngành này để đảm bảo cái công việc tốt nhất đó. Rồi ngành thứ tư, nông nghiệp. Nhiều trường đại học ở New Zealand thì nằm trong danh sách 100 các cái trường hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp các bạn nhé. Các bạn nhớ cái điều này, theo US University Ranking thì được đánh giá dựa trên các phương pháp học đi đôi với thực hành và nó rất là thực tế, thực tiễn cho các bạn thông qua các cái chuyến thực tập tại các cái nông trại rồi nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu vào các cái trung tâm nghiên cứu rất là tốt. Và các bạn biết rằng ở New thì nhiều người thắc mắc là rượu vang thì rất là nổi tiếng ở Ý, ở Pháp. Nhưng mà có một cái dòng rượu vang trắng ở New Zealand thì rất là nổi tiếng và rất là nhiều người ưa chuộng cái dòng vang này. Vì vậy các nông trại về nho cũng rất là phổ biến tại quốc gia này và có rất là nhiều các bạn đã có cái công việc ổn định với cái ngành nghề là nông nghiệp. Ngành thứ năm đó là ngành kiến trúc sư. Đại học Auckland và Đại học Victoria of Wellington của New Zealand thì tiếp tục được xếp hạng trong cái top 100 các cái trường đại học đánh giá trên toàn cầu theo cái đánh giá của QS University Ranking vào năm 2022 cho các lĩnh vực kiến trúc nha các bạn. Đối với các trường đại học thì họ đầu tư các trang thiết bị, studio rồi phòng riêng cho mục đích hội thảo và trưng bày trong các cái khóa học của mình đó. Và đặc biệt các sinh viên theo học bậc thạc sĩ tại đây thì có thể là làm việc toàn thời gian trong suốt quá trình các bạn học.
thì đây là một trong những yếu tố mà hầu hết các bạn sinh viên rất là mong muốn lựa chọn cái ngành nghề kiến trúc và học MBA tại New Zealand, vì nó quá là thực tiễn và nó giúp cho các bạn tăng trưởng rất là nhanh, vừa công việc các bạn vừa học kiến thức, như vậy rất là dễ dàng cho các bạn. Khi mà ra làm việc rồi, các bạn đã có kinh nghiệm và các bạn sẽ có cái mức lương và thu nhập rất là cao rồi. Ngành thứ 6 đó là ngành tâm lý học. Thì tâm lý học ở New Zealand có thể được đem đến các cái trải nghiệm độc đáo bởi các cái thử thách và khám phá thú vị dành cho các sinh viên quốc tế. Một nghiên cứu được công bố bởi cái đại học Auckland tại New Zealand thì cho thấy tâm lý học là một trong những ngành học có thu nhập cao nhất và cũng là được xếp hạng là một trong những ngành phổ biến nhất, đặc biệt là sinh viên từ các nguồn quốc gia khác nhau đang lựa chọn con đường sự nghiệp theo cái ngành này. Và cái lý do mà phổ biến để theo học cái ngành tâm lý học tại New Zealand đó là nền giáo dục cởi mở và thiên nhiên chan hòa cho phép chúng ta có thể quay về với chính cái bản ngã của mình. Và chắc chắn rồi, tìm hiểu về các hành vi của con người, tìm hiểu sâu về sức khỏe tâm thần, khám phá về các hướng tiếp cận để cải thiện các phương pháp điều trị rối loạn tâm thần và các hành vi của con người thì nó rất là phù hợp. Chính vì vậy mà các bạn sinh viên thường sẽ lựa chọn New Zealand để làm điểm đến để các bạn học những ngành tâm lý học. Cái ngành thứ 7 là ngành cuối cùng, đó là ngành quản lý khách sạn. Chắc chắn rồi, theo như QS Subject Ranking năm 2022 thì 3 trong top 5 các trường đại học tại New Zealand nằm trong top 100 các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới về cái lĩnh vực quản lý khách sạn này. Các khóa học không chỉ là bao gồm các khóa học chính như là quản lý khách sạn, mà còn là lập ngân sách, quản lý tài khoản, quản lý các cái khu vực của khách sạn. Các cái cơ hội nghề nghiệp cho cái ngành khách sạn này cũng rất là mở rộng cho các cái sinh viên không chỉ ở trong nước mà quốc tế nữa. Thì theo một khảo sát, cái số lượng du học sinh trong các nước tại xứ sở này đã tăng gấp đôi ở mỗi một thập kỷ từ năm 1970 rồi. Và những kiến thức về cái ngành khách sạn cũng như là dịch vụ thì là mang tính chuẩn hóa quốc tế, tức là bạn có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ngay khi các bạn kết thúc cái khóa học, và các bạn hoàn toàn có thể lấy cái bằng đó để đi tìm kiếm việc làm ở các cái khách sạn trên toàn thế giới với cái mức lương hậu hĩnh hơn. Và đó chính là một cái điểm lựa chọn giúp cho các bạn quan tâm tới cái ngành quản lý khách sạn, thì các bạn có thể lựa chọn một quốc gia như New Zealand để theo học. Và vừa rồi chúng ta đã thông qua 7 cái ngành nghề mà dễ dàng để các bạn có mức thu nhập cao, dễ dàng để các bạn có thể ở lại để định cư lâu dài khi các bạn đã học xong. Và nếu như bạn có những cái câu hỏi, có những cái thắc mắc, có những cái muốn chia sẻ thì chúng ta hãy cùng nhau comment xuống phía dưới để thảo luận cùng nhau. Ngoài ra các bạn thấy video này hay hữu ích cho các bạn hoặc là những người bạn của bạn thì hãy nhớ chia sẻ đường link tới các bạn của mình. Và hãy nhớ rằng đăng ký kênh của Đào Quang Trung trên nút phía chuông phía dưới để theo dõi được những video tiếp theo. Và chúc cho các bạn sẽ có những cái lựa chọn tuyệt vời cho mình. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.